Anh đầu bếp đang hướng dẫn cho ông bạn kia cách để tạo ra những món ăn thơm ngon. Xào rau xong rồi thì nói anh trai kia đổ nước vào nhưng mà ổng mạnh tay quá rồi. Cả rau cả nước không cánh mà bay hết ra ngoài, làm anh đầu bếp thì bất lực còn cô kia thì cười không nhặt được mồm. Trường hợp này thì cạn lời không biết nói gì nữa.